Rồi các bạn nhớ mọi người cùng xem nha. Bây giờ hôm nay mình quay tiếp tục mấy anh em đang tập võ chuẩn bị đua. Anh em tổ chức đua chơi nha các bạn. Cái đầu máy này thì theo mình biết thì chắc hai lóc á. Hai thì nha các bạn, hai máy luôn, hai ống bồ gà. Dòng máy này chắc cũng dòng đời mới hay sao các bạn. Nói chung mình thấy quay cho các bạn xem thôi chứ mình cũng không có hỏi cho rõ cái máy nó như thế nào nha các bạn. Không chạy trời. Kỳ thật. Chắc chạy thử các bạn ơi. Giờ cũng chạy thử. Rồi hiện tại đây cũng có ghê chưa các bạn? Rồi cái hơi đó. Chưa ngọt các bạn. Đang thử máy một cái hơi đó chưa có ngọt nha. Ghê trời. Chưa có ngọt. Cái hơi nổ cái nghe không các bạn, khủng khiếp luôn á. Cái hơi chưa ngọt không à, cái máy hồi nãy nè đang chạy lại nữa các bạn. Nhất lúc kia kìa, làm đi ghê không? Hả hơi nghe thấy ghê trời. Rồi gì dựng nó chứ lúc kia đuôi chứ đó à. Ai cha căng này. Wow. Ở đây anh em đang khiêng vỏ xuống lên này nha các bạn. Quá trời, đuôi chén này cái hơi. Chào quá. Thời đi giữ thiệt chứ. Rồi ồ bên đây khiêng một máy giữ xuống đây nè nha các bạn. Rồi nè. Ê, rồi lớp này. Đầu gỗ kìa. Chiếc gì đây bay lại kìa. Trời đất ơi. Ghê vậy. Quá rồi. Cái này chạy xuống. Wow. Ừ, đi kìa. Quá rồi kìa. Quảng luôn chưa. Ghê trời. Phát cho các bạn. Đu, quá lịch sử. Ghê trời. Hết hầu không?
cũng đủ. Quá siêu, quá siêu. Đủ quá, cái mẫu à. Quá đỉnh, quá đỉnh luôn. Sống dập quá vậy dập. Ôi sống kìa. À cái đầu máy xe này hồi nãy nè các bạn, hình như 3T hay gì á. Trời ơi mới chát luôn, ông lậu đâu. Nó mới chạy lại cái khủng hoảng luôn không. Em đang tập trung lại. Cái này là cái máy 2 tiền chạy nãy giờ nha các bạn. Rồi còn đây là cái đầu máy này mới kia chút nè. Chà, thằng này cũng hai lốc luôn nha. Động cơ hai thì luôn. Chà, hai này giống nhau quá hả. Ây cha, dám hai này đua nhau thử các bạn. Rồi, các bạn cho mọi người cùng xem ha. Nói chung mình gặp thì mình tình cờ mình quay cho các bạn xem thôi nha. Chứ thật sự cái này anh em chắc cũng đùa chơi với nhau thôi chứ. Thử với nhau đó các bạn. À, cái đầu máy xanh giờ trời. Nó thọ không? Chưa có chiến dịch nữa. Ồ, hai thằng này y gan nhau, thằng màu đen, thằng màu xanh thôi. Ồ, đã gắn chiến dịch vô nữa các bạn. Quá dịch hai cánh. Nó dữ nha. Dữ à. Anh em chạy chiếc của mấy xe 3T lại nè. Hết hồn không? Trời ơi. Nước kìa. Cái hơi nước kìa. Hơi nổ khủng hoảng các bạn. Hay thì mà thùng cửa nhau các bạn ơi, anh em đang cọ nhau thùng hay thùng gì đó.
chủ máy chạy kìa. Rồi vậy là hai máy này chạy nhau nha. Hình như xăng chạy chưa ngọt các bạn. Thở nổ ghê thiệt các bạn ơi. Hết hộ. Rồi, máy đó là tính đuôi với máy này nha các bạn. Rồi, anh em tính đuôi với nhau nha. Đuôi bia với nhau các bạn. Rồi. Rồi hai máy lên chảnh đua xuống. Trời ơi. Á vô chặng đua mà chết máy thứ này là chết rồi. Vậy xăng nó không ngọt hả? Tới chiếc này lên. Vậy là chạy đua thử với chiếc này đó các bạn. Hết hộp. Không biết bị cái gì giật không chạy rồi. Quốc xuống nha. Gần hết trơn vậy chợ. Rồi chết máy nữa hay gì rồi. Chết nữa rồi. Tôi kỳ vậy. Ồ nổ rồi. Rồi anh em chạy tập trung lên chảnh đi đuôi xuống nha các bạn ơi. Cũng hay thì cũng hay là máy nè.
các bạn. Phía sau đây. Rồi quất rồi đó. Rồi đang xuống nha. Rồi rồi như ông bầu kêu rồi kìa. Quá rồi. Đúng rồi bấm đi. Ghê trời. Lý do chiếc này bị gì các bạn ơi? Để không kịp ơi. Không kịp. Kìa. Chưa không kịp với mấy này rồi cũng quản luôn này đuôi đó à này mới chát luôn nè ghê vậy con máy mới chát luôn. Yeah.